Xin chào cả nhà, mình tên là Thanh Xuân, hiện mình là nhà phân phối toàn thời gian của công ty Amway. Mình rất là yêu thích sản phẩm của Amway. Gia đình mình sử dụng 100% là sản phẩm của Amway. Và ngày hôm nay Xuân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một trong những cái sản phẩm mình rất là tâm đắc, đó là chiếc nồi Winwork của Amway. Và chiếc nồi này là một cái chiếc nồi rất là thần kỳ, nó có thể giúp cho những người nấu ăn không giỏi giống như Xuân nè, và rất ít thời gian có thể nấu được những cái món ăn mà cho gia đình của mình vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng, và đặc biệt là những cái món mà cả gia đình mình thích, giống như là con gái mình thích ăn thịt bò, con trai thì thích ăn cá. Như vậy thì mình sẽ nấu cùng một lúc những món ăn trong cái nồi này. Thì bây giờ là tôi đã chuẩn bị gồm có là một cái nồi Winwork, với là 200g thịt bò, một con cá điêu hồng, bắp, cái này là cà chua, rồi khoảng nửa trái thơm và khoảng nửa ký rau bắp cải tím và bắp cải trắng. Còn gia vị để mà mình nêm đó chính là Xuân sẽ dùng là một ít muối, khoảng 2 muỗng canh, một khoảng 2 muỗng cà phê muối, một muỗng canh nước mắm. Và cái món này có tên gọi rất là đặc biệt, đó là món lẩu khô khoai tô. Bởi vì cái gia vị mà tôi nêm trong đây không phải là tắc như trước đây, mà là tôi sẽ nêm bằng hai gói khoai tô powder. Và bây giờ thì Xuân sẽ bắt đầu chế biến. Đầu tiên hết là Xuân sẽ cho vào đây là cái phần cà chua. Phần cà chua. Kế đến là Xuân sẽ cho là thơm. Thơm vào. Và bắp, kế đến là bắp. Và Xuân sẽ cho một ít bắp cải vào đây. Cái đến là Xuân sẽ cho cá vào. Rồi còn lại Xuân sẽ cho bắp cải vào đây. Cái món này á là cái món mà mình ăn nó rất đậm đà nhờ cái vị chua chua ngọt ngọt của khoai tô nè. Và cái món này mình có thể sử dụng chung với bún hoặc là mì, rất là ngon. Rồi bây giờ là cái tô chuẩn bị nấu mình đã xong rồi, bây giờ mình chỉ cần là bật lửa lên. Và tôi đã lửa đã chuẩn bị xong rồi ha, bây giờ mình sẽ bật lửa lên. Cái món này mình sẽ có thể nấu là trong vòng 40 phút là chín, có thể dùng ăn được. Cái nồi này là nó được làm theo công nghệ là Vitalox, nghĩa là pháo vitamin lại trong quá trình mình nấu á, thì nó sẽ lấy cái hơi nước từ những cái lấy nước của chín rau củ quả và nó nấu chín lên. Còn phần thịt bò này là Xuân sẽ cho vào sau khi mà cái món này nó đã sôi chín lên và mình nêm nếm. Rồi bây giờ thì cái nồi lẩu của mình đã sôi chín rồi, bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào và mình nắp lại thì khoảng 5 phút cho thịt bò nó chín. Mình sẽ nêm vào đây là khoai tô. Trong lúc này thì đợi cái thịt bò chín thì Xuân sẽ cho cái gói khoai tô vào, mình quậy đều lên hai gói nha. Hai gói khoai tô vào. Mình sẽ quậy vô đây. Và trong đó mình cũng chuẩn bị một miếng hành. Rồi đây là hai muỗng canh, hai muỗng cà phê muối, một cà muỗng canh nước mắm mình sẽ cho vào. Gia vị nó là xong. Bây giờ thì mình sẽ cho cái ly khoai tô đã pha sẵn rồi mình cho vô đây. Thịt bò đã chín rồi, mình sẽ cho hai muỗng cà phê muối vô đây và một muỗng canh nước mắm.
và một ít rau ngọt đây để cho cái hương vị nó thơm. Đây, mình để nắp lại, khoảng sôi trở lại là mình đã có cái món ăn rồi. Bây giờ mình có thể thưởng thức. Bây giờ món ăn đã hoàn tất rồi cả nhà ơi, bây giờ mình có thể thưởng thức được rồi. Cái món này mình có thể dùng chung với bún. Cái màu nước của nó là màu cherry rất là đẹp. Và chương trình giới thiệu món ăn của Xuân đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.